ngày đầu tiên khi mà chị đến đây á, dạ, thì cái da của chị nó có tình trạng là lỗ chân lông to và dạ, cũng như là có những cái đốm không có đều màu. Dạ. Đó thì sau chị sau là buổi thứ hai thôi thì chị cảm thấy là cái da của chị cải thiện rất là nhiều. Như em cũng cảm thấy là cái da của chị nó láng mịn hơn và cái lỗ chân lông nó cũng được cải thiện rất là nhiều. Cái lỗ chân lông nó không còn to thì nhìn cái làn da của mình nó cũng được trẻ hóa hơn, thì nhìn cái gương mặt mình nó cũng đẹp hơn. Thì không cần người ngoài phải khen mà người nhà mình khen cũng được. Dạ. Khi mà mình điều trị thì nó không có gây bất kỳ một cảm giác nào là khó chịu hết. Dạ. Cũng không có cần nghỉ dưỡng, cho nên là chị chỉ cần có thời gian rảnh và chị đến đây để trải nghiệm cái liệu trình, và khi mà mình về thì mình đi làm việc bình thường thôi. Ngoài ra không có ảnh hưởng hoặc là không có làm cho mình cản trở về công việc bất kỳ một cái gì. Ai cũng biết rằng tài năng và nhân phẩm là một quyết định trong một cái mối quan hệ. Nhưng mà các bạn nên nhớ, ngoại hình lại là yếu tố đầu tiên gây ấn tượng với đối phương. Bởi vậy chúng ta hãy dành một chút thời gian để đi làm đẹp và đầu tư cho nhan sắc của chính mình. Vì khi mà mình có nhan sắc thì cuộc sống và công việc của mình nó sẽ dễ dàng hơn.